Ôi, chào mọi người nha. Trong này em xả cái cặp máy phát cỏ ba lô này, tum rơi nha mọi người. Thì này là mã nó là 315 ha. Thì em bán một cặp luôn nha, tại vì nó cùng một mã. Tại vì có con thiếu đồ, con thì nó có đồ này đồ kia, mình mua một cặp thì dọn qua một con, còn con kia là mua đồ sau ha. Nghe kỹ rồi mua nha. Hai con này thì không có nắp xăng, bình xăng Zinna. Đấy, cái hiệu này là cái hiệu của Echo. Mình xem dung tích lớn này, cái nút này là giống như xả áp vậy nha mọi người. Đó. Thì cái con này ấy thì vô rồi cũng đẹp lắm, mà con này thì nó không có cái chế mọi người, không có cái chế. Thì em nhìn thử xem bít tông, nhìn thử bít tông, bít tông đẹp mọi người, bít tông mà thấy đẹp mọi người. Y dược màu trắng, bê tông em thấy đẹp, do tại rọi nó tối tối không có thấy, không có bật đèn flash. Một con này nó không có xả áp, mà con này nó có cái chế này mọi người. Mấy con này là hình như là 36 và 7 ly gì đó. Này nó không có buri nha, nên là hơi nó như vậy, chứ cái buri vào thì hơi nó mới nâng nha. Đó, thì về lắp chế, lắp con nào thiếu rồi lắp qua, dọn một con cứ bộ cần đó này. Đó. Wow, hai con đều có đầu bò hết ha. Về sao bán vậy nha, cặp này để cho mọi người hai con để cho mọi người 1.3 triệu nha ha. 1.3 triệu cho hai con này luôn nha mọi người. Máy nó công suất nó khá là ổn, nó ở mức gần bằng máy lớn rồi đó. Nó cũng thuộc vào phân khúc máy lớn, tầm trung thường là 28cc trở lại, máy lớn thì tầm 30-31cc trở lên. Cặp này để cho 1.3 triệu nha, nói chung sẽ ít nhất là dọn, em nghĩ là dọn lên một con rồi đó. Con này thấy bít tông nó ngon nè. Con này do tại mình cũng chưa mở kiểm tra, con này do ta thiếu, mình thẳng mình nhìn luôn thôi. 1.3 triệu cặp này nha, không bao ship về sao bán vậy nha. Thì tất nhiên thì hàng bãi về nó bẩn rồi, nó gớm luôn nha mọi người, thì về mình phải vệ sinh ra thôi, chứ đừng có vào thấy ở như thế này rồi nói này nói kia. Em bán hàng bãi chứ em không có bán hàng mới, nên đừng có vào xỉa xói, nó không có hay tí nào hết. Mình văn minh lịch sự nha. 1.3 triệu cặp này nha mọi người, không bao ship.